Ngựa nói với bạn Pháp làm ngựa, bò nói với bạn Pháp làm bò, khiến cho bạn minh bạch nguyên nhân tại sao phải làm ngựa và làm bò. Nguyên lai là do kiếp trước chẳng hiếu thuận với cha mẹ, chẳng cung kính sư trưởng, bò chẳng nghe lời dạy bảo của cha mẹ và sư trưởng, cho nên đời này đọa làm súc sinh. Ngựa bò là như vậy, còn những súc sinh khác cũng tương tự như vậy mà thôi. Tóm lại, giữ năm giới hành thập thiện thì sẽ được sinh về cõi trời cõi người. Có tâm tham sân si thì sẽ bị đọa vào ba đường ác. Mèo bắt chuột, cọp ăn thỏ, mạnh hiếp yếu đều đang nói pháp. Mỗi chúng sinh đều có nhân quả, đều có lập trường, đều nói diệu pháp của mình. Thầy giáo nói pháp của thầy giáo, học sinh nói pháp của học sinh, tỳ kheo nói pháp của tỳ kheo ni nói pháp của tỳ kheo ni. Hữu tình đang nói pháp, vô tình cũng đang nói pháp. Nếu nhận thức được thì núi xanh mây trắng, hoa vàng trúc biếc đều đang nói pháp, vạn sự vạn vật đều đang nói pháp. Bọn trộm cắp đi ăn cướp đồ đạc của người khác, đó là do kiếp trước bị người khác trộm cướp, cho nên bây giờ đi đòi nợ cũ. Nếu kiếp trước chẳng có ai trộm cướp của họ, đời này họ đi trộm cướp thì tương lai họ sẽ bị người khác trộm cướp, đó là trả nợ. Do đó triết lý nhân quả tuần hoàn báo ứng rất thiết thực. Các vị Phật tử, đó là tướng âm thanh thứ 9 của Như Lai. Các vị Đại Bồ Tát nên biết cảnh giới đạo lý như vậy. Lại nữa, Phật tử, ví như Tà Kiệt La Long Vương muốn hiện sức đại tự tại của Long Vương, lợi ích chúng sinh đều khiến cho hoan hỷ. Từ bốn thiên hạ cho đến cõi trời tha hóa tự tại, nổi tưới mây lớn che trùm khắp, sắc tướng mây đó có vô lượng sự khác biệt, hoặc màu sắc quang minh vàng diêm phủ đàn, hoặc màu sắc quang minh tỷ lưu ly, hoặc màu sắc quang minh bạc trắng, hoặc màu sắc quang minh pha lê, hoặc màu sắc quang minh mâu tát la, hoặc màu sắc quang minh mã não, hoặc màu sắc quang minh thắng tạng, hoặc màu sắc quang minh xích chân châu, hoặc màu sắc quang minh vô lượng hương, hoặc màu sắc quang minh y vô cấu, hoặc màu sắc quang minh nước thanh tịnh, hoặc màu sắc quang minh đủ thứ đồ trang nghiêm, lưới mây như vậy che trùm khắp. Lại nữa, các vị Phật tử, ví như Tà Kiệt La Long Vương biển mặn muốn biểu hiện sức đại tự tại của Long Vương, lợi ích tất cả chúng sinh đều khiến cho sinh hoan hỷ. Từ bốn thiên hạ cho đến cõi trời tha hóa tự tại, nổi lưới mây lớn che trùm đầy khắp mười phương, sắc tướng mây đó có vô lượng sự khác biệt, hoặc màu sắc quang minh vàng diêm phủ đàn, hoặc màu sắc quang minh tỷ lưu ly, hoặc màu sắc quang minh bạc trắng, hoặc màu sắc quang minh pha lê, hoặc màu sắc quang minh mâu tát la, hoặc màu sắc quang minh mã não, hoặc màu sắc quang minh thắng tạng, hoặc màu sắc quang minh xích chân châu, hoặc màu sắc quang minh vô lượng hương, hoặc màu sắc quang minh y vô cấu, hoặc màu sắc quang minh nước thanh tịnh, hoặc màu sắc quang minh đủ thứ đủ trang nghiêm, lưới mây màu sắc quang minh như vậy giăng che trùm khắp hư không, có thể nói là che trùm khắp tận hư không khắp pháp giới. Mây che trùm khắp như vậy rồi phát ra đủ thứ màu sắc ánh chớp, đó là mây màu vàng diêm phủ đàn phát ra ánh chớp màu lưu ly, mây màu lưu ly phát ra ánh chớp màu vàng, mây màu bạc phát ra ánh chớp màu pha lê, mây màu pha lê phát ra ánh chớp màu bạc, mây màu tát la phát ra ánh chớp màu mã não, mây màu mã não phát ra ánh chớp màu mâu tát la, mây màu thắng tạng bảo phát ra ánh chớp màu xích chân châu, mây màu xích chân châu phát ra ánh chớp màu thắng tạng bảo, mây màu vô lượng hương phát ra ánh chớp màu vô cấu y, mây màu vô cấu y phát ra ánh chớp màu vô lượng hương, mây màu nước thanh tịnh phát ra ánh chớp màu đủ thứ đồ trang nghiêm, mây màu đủ thứ đồ trang nghiêm phát ra ánh chớp màu nước thanh tịnh, cho đến mây đủ thứ màu sắc phát ra ánh chớp một màu sắc, mây một màu sắc phát ra ánh chớp đủ thứ màu sắc.